Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 20 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Cục Thi hành án dân sự. Truyền thông về giờ trái đất năm 2024 diễn ra vào 20:30 thứ bảy. Cần làm rõ tình trạng công ty Gia San, khu công nghiệp dệt may Phố Nối xả thải ra môi trường, trong khi sông Cửu An qua huyện Phù Cử vẫn đang ô nhiễm nguồn nước. Hiệu quả từ công tác dân vận chính quyền tại huyện Khoái Châu. Bí thư đoàn xã Tống Phan nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. Sáng nay, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Sự buổi giám sát có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2023, cơ quan thi hành án dân sự hai cấp trên địa bàn tỉnh thi hành hơn 3.000 bản án với số tiền trên 300 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 77% so với cùng kỳ năm trước, giảm cả hai tiêu chí về việc và tiền. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các đơn vị cần làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh về công tác phối hợp và giải quyết khó khăn vướng mắc và tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, tập trung làm tốt công tác phân loại án, bảo đảm thi hành án đúng trình tự thủ tục, giải quyết những vụ việc trọng điểm phức tạp kéo dài, giá trị tiền và tài sản lớn. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Thưa quý vị, từ ngày 17 tháng 3 đến nay, Công ty Điện lực Hưng Yên tập trung truyền thông về sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 diễn ra vào cuối tuần này. Thông điệp gửi đến cộng đồng là tạo thói quen tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Công ty Điện lực Hưng Yên dành trên 250 triệu đồng để in ấn gần 600 băng rôn, đề can, vướn, 10.000 tờ rơi và 250 áo phông in nội dung tiết kiệm điện và hưởng ứng giờ trái đất năm nay. Với cái thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày hãy sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Công ty gửi công văn đến Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã để chỉ đạo và phối hợp với các trung tâm văn hóa và truyền thanh tăng cường lượng tin bài về chiến dịch giờ trái đất. Công ty điện lực các huyện tổ chức tuyên truyền tại các hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2023, Hưng Yên có 19 doanh nghiệp triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ mục đích tự dùng, không phát lên lưới của ngành điện, gồm 32 hệ thống với tổng công suất các tấm pin là 28,8 MW. Qua giả soát trên địa bàn tỉnh có 413 tổ chức cá nhân, gồm 50 tổ chức doanh nghiệp và 363 hộ gia đình đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 56,8 MWp. Việc đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người dân, như giúp giảm chi phí tiền điện tương ứng với sản lượng điện sinh ra, cung cấp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nhu cầu sinh hoạt của người dân, giảm phát thải khí carbon, sản lượng điện dư thừa phát lên lưới bán cho ngành điện. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc chiều 18 tháng 3, công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San trong khu công nghiệp dệt may Phố Nối xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phát hiện và phản ánh, nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Chiều qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng một số cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có buổi làm việc với các đơn vị liên quan. Thông tin tại buổi làm việc cho thấy đây không phải là lần đầu các đơn vị này để xảy ra vụ việc tương tự. Tháng 6 năm 2011, với việc để công ty Gia San xả thải vào hệ thống thoát nước mưa, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xử phạt công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối hơn 2 tỷ đồng. Trước đó, tháng 2 năm 2011, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã xử phạt đơn vị này về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn. Khắc phục vụ việc, năm 2011, vị trí bể phốt thu gom nước thải của công ty Gia San sai hệ thống của khu công nghiệp đã được nâng cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên, chiều ngày 18 tháng 3, nước thải của công ty này vẫn vượt cả thanh bể đã được nâng cao và tràn ra ngoài, chảy vào hệ thống thoát nước mưa rồi chảy ra kênh T36. Và vào cái giờ cao điểm xả thải của các nhà máy trong khu công nghiệp thì hệ thống thu gom bị quá tải, cộng với việc các đơn vị bơm xả thải vào hệ thống lưu lượng lớn sẽ bị tràn ra ngoài môi trường và lượng nước thải này sẽ chảy vào hệ thống nước mưa, có nguy cơ chảy ra môi trường nếu gặp mưa lớn. Để khắc phục cái sự cố này, công ty máy Phố Nối sẽ khoanh vùng chặn cửa xả nước mưa, giảm thiểu việc nước thải tràn ra môi trường
đồng thời tạm thời hút toàn bộ cái lượng nước thải nằm trong hệ thống nước mưa về hồ sự cố với dung tích 8.000 m3 một đêm và bể điều hòa của nhà máy xử lý thứ hai dung tích là 8.000 m3 một đêm để chờ xử lý. Ghi nhận tại hiện trường chiều ngày 19 tháng 3 cho thấy các biện pháp khắc phục còn chậm và chưa triệt để. Thậm chí tại buổi làm việc, công ty Jasan vẫn chưa có báo cáo bằng văn bản. Trong cái báo cáo giải trình này thì bảo có nguy cơ về cái nếu gặp mưa lớn. Thế hôm qua có mưa đâu mà nó vẫn tràn. Thế hôm nay có mưa thì lại không chảy tràn. Từ chiều hôm qua đến giờ, trong vừa rồi các đồng chí mình lấy đất đắp ở kia mà đắp cũng chưa xong. Thì thời gian đến bây giờ nó cũng giải hết ngoài kênh, nó chả quan trọng. Thứ hai nữa là tôi qua cái cửa xả ra ngoài T36 ấy, có thiết kế giàn van nhưng làm gì có cánh, làm gì có máy đóng mở đâu mà để xử lý. Mà thiết kế ban đầu các đồng chí đã có để trong trường hợp nhiều khi là người ta hạ xuống đóng ngay bằng máy điện, nó rất là nhanh. Đấy, nhưng mà bây giờ mình cũng có đâu. Sau khi thị sát hiện trường, nghe báo cáo của các đơn vị liên quan và ý kiến của đoàn công tác, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận để xảy ra vụ việc này, trách nhiệm thuộc về Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Dệt May Phố Nối và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dệt nhuộm Jasan. Đối với Jasan ở trong cái việc này ấy, thì sẽ có một số các trách nhiệm. Một là cái vi phạm do mình xả cái nước thải vào hệ thống thoát mưa là một hành vi phải xử lý. Hai nữa là xả nước thải khi qua kết quả phân tích mà vượt là phải xử lý. Cái thứ ba nữa là chậm báo cáo về cái sự cố môi trường. Một cái nội dung nữa là sẽ phải chịu toàn bộ các cái chi phí là do là cái phân tích đánh giá. Cái một nội dung nữa là anh phải khắc phục toàn bộ các cái lỗi do mình gây ra. Và nếu xác định được thì phải đền bù các thiệt hại cho môi trường rồi cho các cái liên quan đến là cây trồng hay vật nuôi hay là con người. Và đặc biệt ý, là nếu mà xét lại hồ sơ mà trong vòng một năm mà chúng ta đã có hai hành vi này thì là coi như hành vi tái phạm. Trước mắt bằng mọi cách chúng ta phải ngăn nước thải không ra ngoài môi trường, mặc dù là chúng ta có làm nhưng rõ ràng là làm chậm và chưa có hiệu quả là gọi là triệt để. Đây là cái yêu cầu là chúng ta phải làm ngay và phải có hình ảnh biện pháp tiếp theo toàn bộ cái nước thải từ cái cống ấy trở vào và cái mương nhỏ dọc cái chỗ kênh T36 là chúng ta phải thu hết để xử lý. Và trong quá trình xử lý thì phải là quan sát 2 lần một ngày. Thưa quý vị, liên quan tới những nội dung trên, trong chiều nay 20 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 702 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra xác minh phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự tối qua, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng sông Cửu An qua huyện Kim Động bị ô nhiễm. Khoảng 2 ngày nay, đoạn sông Cửu An chảy qua huyện Phù Cử xuất hiện tình trạng nước sông có màu đen đặc, sủi bọt, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên trong buổi sáng ngày hôm nay, 20 tháng 3. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ, anh Vinh ở thôn Ba Đông cùng nhiều người dân sống ven khúc sông này đã vớt được hàng chục cân cá đủ các loại. Tuy nhiên, người phụ nữ này thì đã phải lên bờ từ sớm do không chịu được mùi bốc lên từ nguồn nước. Tình trạng cá chết và ngớp hàng loạt được cho biết đã diễn ra vài ngày nay do nguồn nước đen đặc và bốc mùi hôi thối. Ngày hôm qua ấy, là con hầu như là cả một cái đoạn khúc sông này nó ở đâu nó thải ra nó đen xì, bẩn lắm. Thì sao được cái nước này được? Cá chết hàng loạt như thế này, đấy là cá sông đấy, thế mà cá ao chắc không còn con nào. Không ảnh hưởng mắt, nó ngứa mắt. Chiều sớm ban tối lúc nào cứ gió vào thì nó lại hôi thối. Nằm ngay sát sông lại có hai cháu nhỏ. Nhà chị Hương luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Toàn phải đóng cửa suốt thôi. Biết là hôm qua mùi chiều hôm qua mùi mưa gió nó mùi bốc lên, nó mưa xuống nó bốc lên mà. Bệnh tật rồi các thứ để nó phát ra chứ kinh lắm thì không chịu được. Sông Cửu An chảy qua địa bàn huyện Phù Cử với chiều dài 3,6 km qua các xã Phan Sầu Nam, Minh Tân và Quang Hưng, phục vụ trực tiếp tưới cho hơn 500 hectare diện tích đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có trên 230 hectare vải trứng, tập trung chủ yếu trên địa bàn xã Phan Sầu Nam. Vì là khu vực cuối sông, nên tình trạng cá chết, nước sông đen đặc, bốc mùi chưa ghi nhận
tại địa bàn xã Minh Tân và Quang Hưng. Tuy nhiên, một số kênh tưới tiêu có mực nước thấp trên địa bàn xã Phan Xào Nam đã có tình trạng rò rỉ nước ô nhiễm. 95% là chuyển đổi bằng cây vải rồi. Nguồn nước cũng lấy ở sông này, các cái cống rạch nhỏ của thôn là cũng đã bị nước coi là ô nhiễm là tràn vào. Theo đơn vị chức năng của huyện Phù Cử cho biết, tình trạng nước sông ô nhiễm qua địa bàn thường xảy ra 2 đến 3 lần vào mùa đổ ải và tháo ải trong năm. Nguyên nhân vẫn là do nước thải sinh hoạt được người dân xả trực tiếp ra sông khi chưa có khu xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Mặt khác có thể là do nguồn nước thải đổ trộm từ các doanh nghiệp dọc theo các nhánh sông thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải chảy về địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chuyển đổi số đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, giúp tiết giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ về lĩnh vực sản xuất vaccine, thuốc thú y, thủy sản, chế phẩm sinh học, nước sát khuẩn, nên việc đầu tư cho máy móc công nghệ được doanh nghiệp này hết sức quan tâm. Các mặt hàng sản xuất đều đòi hỏi nền tảng khoa học công nghệ cao cùng độ chính xác tuyệt đối, nên số hóa quy trình sản xuất là giải pháp được doanh nghiệp thực hiện để giải quyết hai yêu cầu trên. Tỷ lệ tự động hóa cao giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Kết quả là sản phẩm đang xuất khẩu sang hơn 30 nước là minh chứng cho khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Trước tiên, muốn chuyển đổi số được, chúng ta phải chuẩn hóa được về con người, chuẩn hóa được về quy trình và đầu tư cho cái cơ sở hạ tầng của mình thật tốt, thì cái việc chuyển đổi số nó sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn. Và việc này thì đang được Hanvet quan tâm. Dù chỉ là tổ chức kinh tế tập thể hoạt động theo mô hình hợp tác xã, nhưng từ gần 3 năm nay, toàn bộ quy trình quản lý điện tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Xuân Quan, huyện Văn Giang đã được số hóa. Từ quản lý nguồn, nhật ký tiêu thụ cho đến việc chốt số hàng tháng, phát hiện sự cố trong toàn hệ thống và của gần 5.000 khách hàng là doanh nghiệp hộ gia đình đều bằng phần mềm tự động 24/24 giờ. Người quản lý có thể thao tác kiểm tra, nắm bắt tức thì các thông tin qua máy tính, điện thoại cá nhân với độ chính xác gần như tuyệt đối. Rất tiện lợi cho việc điều hành công việc, thực hiện việc này còn giúp giảm chi phí. Từ 10 người ngày trước quản lý của trong toàn xã thì bây giờ chỉ cần xuống đến 5 người, thậm chí xuống đến 4 người cũng quản lý được toàn bộ mạng lưới của xã. Trong việc khi lắp đặt công tơ điện tử đo xa thì một là công việc chốt số không còn nhầm lẫn so với đối với khách hàng. Đấy là một cái công nghệ tuyệt vời. Cái thứ hai là tổn thất giảm xuống 80%. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp hiện nay không chỉ bó buộc riêng ở lĩnh vực công nghệ mà còn là sự thay đổi về tư duy, thay đổi trong vận hành sản xuất và khả năng tương tác với khách hàng. Tất cả đều hướng đến mục tiêu cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo tính toán, doanh nghiệp chuyển đổi số có thể làm tăng trung bình trên 50% lợi nhuận, tiết kiệm gần một nửa chi phí quản lý và nhân sự, tiết kiệm trên 30% thời gian. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện mới chỉ có 2% số doanh nghiệp trong nước đã làm chủ công nghệ và đạt thành công trên con đường chuyển đổi số của mình. Rõ ràng đây là con số còn khá khiêm tốn để Việt Nam đạt mục tiêu kinh tế số sẽ đạt 30% GDP vào năm 2030. Cạnh tranh hàng hóa giữa các doanh nghiệp ngày nay không còn là phạm vi trong nước mà xuyên biên giới. Giữa bối cảnh chuyển đổi đã trở thành bắt buộc với mỗi doanh nghiệp, tình hình kinh tế khó khăn đòi hỏi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở mức tối ưu nhất. Thời gian qua, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Khói Châu được thực hiện có hiệu quả theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ và gần dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Trong những năm qua, Đảng ủy xã Ông Đình, huyện Khói Châu đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp
của hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt coi trọng công tác vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đặc biệt tăng cường thực hiện công tác dân vận từ cấp xã đến các thôn, thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, như vấn đề xử lý vi phạm 93A, vận động nhân dân nhường đất cho dự án, hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. Rất nhiều năm nay rồi đều có cái tổ hòa giải cơ sở, mà chúng tôi đánh giá đây là một trong những cái mà tháo gỡ cho công tác dân vận rất là tốt, vì là khi có vụ việc gì của người dân ở cơ sở thì đã được hòa giải, và những cái việc gì mà nó chưa rõ ràng thì gọi là chúng tôi sẽ gọi là trả lời nhân dân. Đối với thực hiện kế hoạch 93, khi manh nha ra thì các cơ sở thôn nắm bắt, và bên cạnh đó thì báo cáo Ủy ban nhân dân, và gọi là Ủy ban nhân dân là cho ngăn chặn ngay. Thế nên là cái trường hợp mà gọi xây nhà to ông Đình là không có. Đối với thị trấn Quái Châu, bên cạnh việc tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết, xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn luôn quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, qua đó tạo sự đồng thuận trong xây dựng hệ thống chính trị. Đảng ủy thị trấn đã thành lập 4 tổ dân vận ở 4 khu phố, tích cực vận động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng các phong trào ở địa phương. Trên cái địa bàn khu phố cũng có cái chủ trương là thu hồi đất để làm khu tái định cư. Có một số cái kiến nghị của hộ dân liên quan đến mức giá, hỗ trợ, bồi thường. Bắt được tâm tư nguyện vọng của người nhân dân thì đối với tổ hòa giải của khu phố cũng đã nhiều cái buổi tổ chức hội nghị tuyên truyền để bà con nắm rõ được cái yêu cầu, chủ trương của trên. Người dân cơ bản là đồng thuận. Quá trình thực hiện các chủ trương chính sách về công tác dân vận chính quyền, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quái Châu thường xuyên nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên, đồng thời nhân rộng các điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trọng tâm là xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác dân vận chính quyền đó là việc tổ chức thực hiện cụ thể hóa chủ trương của đảng. Trong những năm qua, chính quyền Quái Châu đã tổ chức triển khai quán triệt phổ biến tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nước về phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban huyện đã phối hợp với ban dân vận huyện ủy hàng năm xây dựng chương trình kế hoạch. Từ đó, chính quyền sẽ cụ thể hóa một bước nữa để tổ chức triển khai đối chiếu đến bây giờ là 3 năm. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện đã đạt kế hoạch đại hội. Những kết quả nổi bật cho công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Quái Châu thời gian qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị, với sự nỗ lực bản thân, trách nhiệm và hiệu quả tới các phong trào cơ sở, chị Phan Thị Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, là một trong 100 cán bộ đoàn toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng cán bộ đoàn tiêu biểu xuất sắc năm 2024. Năm 2020, chị Phương được bầu giữ chức bí thư đoàn xã, trên cương vị thủ lĩnh đoàn. Chị luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, xung kích của người cán bộ đoàn. Trong đó, năm 2023, đoàn xã xây dựng công trình thắp sáng đường quê tại thôn Vũ Xá trị giá 70 triệu đồng, trồng gần 200 cây xanh, dạy bơi miễn phí cho gần 300 đoàn viên. Chị Phương cùng với đoàn thể tại xã quản lý hiệu quả nguồn vốn vay do Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phù Cừ ủy thác gần 2 tỷ đồng cho hơn 30 thanh niên vay vốn sản xuất kinh doanh. Trong suốt quá trình làm công tác đoàn thì bản thân tôi luôn phải có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tiên phong, đi đầu. Trong thời gian tới thì Đoàn Thanh niên xã thì vẫn tiếp tục duy trì kế hoạch chương trình đặt ra trong năm cũng như là trong một nhiệm kỳ, làm tốt cái công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong xã để tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên trong xã có một cái sân chơi lành mạnh, có công ăn việc làm để giảm thiểu các tệ nạn xã hội. Sáng nay, xã Thành Công, huyện Quái Châu khai mạc lễ hội truyền thống Đình làng Quan Xuyên. Đình làng Quan Xuyên được xây dựng từ thế kỷ thứ 16 thời Hậu Lê, thờ ngũ vị đẳng thần là Chư Đồng Tử và nhị vị phu nhân Vũ Quang Chiếu và Phạm Công Nghi. Cứ 3 năm một lần vào các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, nhân dân làng Quan Xuyên tổ chức lễ hội từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2 âm lịch.
Tương truyền đây là những ngày Thành Hoàng Làng là Vũ Quang Chiếu và tướng quân Phạm Công Nghi tổ chức yến tiệc kết nghĩa anh em. Lễ hội truyền thống Đình Làng Quan Xuyên còn bảo lưu được nhiều giá trị văn hóa độc đáo của vùng quê ven sông Hồng, tiêu biểu như nghi thức rước sắc và rước nước, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Phần hội tổ chức các trò chơi dân gian như trò vật lầu diễn ra vào chiều ngày 12 và 13 tháng 2 âm lịch. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.